chiến dịch Pleimer, trận quyết đấu trong thung lũng Ia Drang. Biên tập Thi. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của người Việt dù còn nhiều bất cập nhưng về cơ bản chúng ta đang sống trong hòa bình, ổn định và phát triển. Mối quan hệ Việt-Mỹ đang ngày càng tốt đẹp. Thế nên, việc nhắc lại những trận đánh, nhất là những trận đánh trong chiến tranh Việt-Mỹ, đáng lẽ phải tiết chế bởi chúng ta yêu chuộng hòa bình, chán ghét chiến tranh. Thế nhưng, có đôi khi Uyên Uyên Việt Nam lại nhắc đến, kể về những trận chiến đấu ngoan cường, mưu trí dũng cảm của quân dân ta và kể cả không ngần ngại đi tìm nhân chứng. Nguyên nhân thôi thúc cũng bởi đã có những kẻ lợi dụng việc khép lại quá khứ của chúng ta, tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ cuộc chiến đấu của nhân dân ta, và đáng buồn thay đã không ít những người bị lừa bởi những điều đó. Bộ phim tư liệu Trận Giáp Lá Cà đầu tiên giữa quân Mỹ và quân giải phóng tại thung lũng sông Drang nhận được sự quan tâm của đông đảo quý khán giả của Uyên Uyên Việt Nam, cùng với sự thán phục, ngưỡng mộ và kính trọng đối với các chiến sĩ quân giải phóng, có nhiều ý kiến nghi ngờ được đưa ra. Nó cũng giống như tinh thần tự nhục vậy. Việt Nam không bao giờ có thể giỏi, không bao giờ có thể tốt. Thưa quý vị và các bạn, chỉ có hiểu rành rọt lịch sử nước nhà mới có thể giúp chúng ta có một tâm thế tốt trước những luận điệu xuyên tạc, những mưu mô xảo quyệt, những ý đồ chính trị, giúp chúng ta sống tốt cho chính mình và đóng góp xây dựng xã hội. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn những tư liệu về chiến dịch Pleimer. Gọi là chiến dịch Pleimer vì điểm bị vây là đồn Pleimer. Các trận đánh diễn ra tại thung lũng sông Drang nên được gọi là trận đánh Ia Drang hay sông Drang. Ia tiếng người Thượng nghĩa là sông. Trước khi tìm hiểu, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một bài viết được tổng hợp từ Sự Lừa Dối Hào Nhoáng của Neil Sheehan, từ trang 679 đến trang 691. Chỉ huy lực lượng Mỹ là Trung tá Harold Hanmore, một chỉ huy tiểu đoàn giỏi nhất dưới quyền đại tá Thomas Tim Brown. Brown, chỉ huy lữ đoàn 3 của AK, được cử đi cao nguyên trong tháng 11 để tìm dấu tích của hai trung đoàn quân đội Bắc Việt Nam đang có âm mưu tiến công một trại lực lượng đặc biệt cách Pleimer khoảng 36 cây số về phía nam. Brown nhận được tin có một cơ sở bí mật của Bắc Việt nằm ở Chư Prong, một khu vực trải rộng khoảng 10 cây số từ sông Drang phía tây trại Pleimer về phía biên giới Campuchia. Trung tá Harold Hanmore nhận lệnh đưa một tiểu đoàn đột nhập bằng không vận vào khu vực, trong lúc một tiểu đoàn khác được đổ bộ xuống gần đó để ứng chiến. Sáng Chủ nhật 14 tháng 11 năm 1965, 35 phút sau cuộc đổ bộ an toàn, một trung đội của Moore bắt được một lính Bắc Việt đào ngũ. Người này không mang vũ khí, chỉ có một chiếc bình rỗng. Anh ta khai rằng có một lực lượng quan trọng Bắc Việt trong vùng. Chỉ vào Chư Prong, kẻ đào ngũ cho biết trong đó có 3 tiểu đoàn đang nóng lòng diệt Mỹ. Moore gấp rút cho tiến hành phòng thủ. Chiều rộng của vùng tiểu đoàn chiếm đóng chỉ 300 mét và vùng máy bay lên thẳng hạ cánh còn bé hơn. Trong vùng sẽ phủ đầy xác lính Mỹ nếu Hanmore không phải là một người chiến đấu giỏi, dũng cảm và mưu mẹo, được tôi luyện trong chiến tranh Triều Tiên. Trực giác cho ông thấy kẻ đào ngũ đã không nói dối. Ngoài ra, một chiếc máy bay lên thẳng đã dò ra một dây điện thoại mắc dọc con đường phía bắc bìa rừng. Quân đội Bắc Việt thực ra chỉ trang bị tồi về điện đài và dùng điện thoại trên cánh đồng. Moore hiểu rằng nếu quân Bắc Việt dùng làn sóng người tiến công từ chòm núi xuống bìa rừng, họ có thể ngăn cản những máy bay lên thẳng khác hạ cánh và tàn sát lính Mỹ. Phải tuyệt đối ngăn quân địch không cho đến gần, cho đến khi ông có thể đưa toàn bộ các lực lượng yểm trợ
không thụ động chờ đợi, Mor cho quân leo lên sườn núi. Vừa đúng lúc, ba tiểu đoàn Bắc Việt ở Chư Prong có khoảng 1.700 người. Mor có trong tay 450 người, nhưng được yểm trợ đầy đủ bằng pháo binh từ căn cứ chính, và nhất là sử dụng không quân theo yêu cầu. Tiểu đoàn đầu tiên của Bắc Việt cũng đã vận động tới bìa rừng. Thế là hai đối thủ đụng đầu nhau dưới tán cây. Một cuộc chiến đấu quyết liệt đã xảy ra. Người Việt Nam và Mỹ giết nhau chỉ cách nhau mấy mét. Người Việt Nam xung phong tiếp cận, nhưng hoàn toàn không phải là hành động nướng quân kiểu biển người. Họ tính toán một cách khôn ngoan khi cho rằng khoảng cách áp sát sẽ làm mất lợi thế của hỏa lực tối tân Mỹ. Không lực và trọng pháo của Mỹ sẽ không thể hỗ trợ nhiều cho bộ binh Mỹ nếu họ đến gần lực lượng này. Chiến thuật của họ được gọi là nắm chặt thắt lưng địch mà đánh, một chiến thuật tỉnh táo và khôn ngoan. Nếu lính của Moore không được trang bị loại súng liên thanh M16 và súng phóng lựu đạn M79 sử dụng đơn giản như một khẩu súng săn bình thường, thì một số lớn hơn nhiều trong số bọn họ đã bị tiêu diệt. Nhưng thiệt hại của bộ binh Mỹ vẫn rất nặng nề. Một trung đội Mỹ rơi vào một cái bẫy cổ truyền của Việt Nam. Anh ta xua quân đuổi theo một tiểu đội địch, có vẻ vừa đánh vừa rút lui, và rốt cuộc cả trung đội đã bị bao vây tại một vị trí cô lập trên chòm núi, cách ly với những toán quân khác. Mor dự đoán quân địch sẽ bao vây đại đội đầu tiên của mình, vì ở vào địa vị họ, ông cũng sẽ làm như thế. Ngay khi máy bay lên thẳng đưa lực lượng yểm trợ tới, ông bố trí họ áp sườn đại đội đầu ở lòng suối cạn dưới chân núi. Đại đội 3 cũng được bố trí áp sườn đại đội 2. Như vậy, Mor bỏ trống phía sau bìa rừng. Nhưng ông đúng khi dự kiến rằng chỉ huy lính Bắc Việt sẽ không mạo hiểm đưa quân vượt qua đồng trống để tiến công phía sau lính của ông. Những chiếc máy bay, trọng pháo đã làm việc hiệu quả khi một toán quân Bắc Việt thử làm việc này. Mor cử đại đội đầu và thứ hai lên chòm núi cố cứu trung đội bị vây. Cả hai đại đội bị chặn đứng ngay và thiệt hại nặng. Thiếu úy Watermann được nhận huân chương vì đã vô hiệu hóa một đại liên Việt Nam và giết chết 8 lính sử dụng nó trước khi bị một viên đạn vào mặt. Mor mất trọn vẹn 1/3 quân số trong ngày đầu tiên. Đại tá Brown gửi đến cho Mor một đại đội của tiểu đoàn khác vào xế chiều chủ nhật, lúc cuộc chiến tạm lắng và máy bay lên thẳng có thể hạ cánh được. Mor tập hợp quân lính lại để qua đêm. Sáng thứ hai, tia X, mật danh của Mor, sử dụng để chỉ vùng hạ cánh bay cho máy bay, là một hòn đảo ở giữa biển bom napalm màu da cam hơi đỏ và những vụ nổ bom và trọng pháo. Peter Annette và tôi, Nathan, nhìn từ độ cao 800 mét, kinh hoàng với ý nghĩ hạ cánh. Annette và tôi nhảy xuống đất, chạy lại, ngồi xổm sau một tổ kiến đồ sộ, là nơi Mort dùng làm trạm chỉ huy tiểu đoàn. Ông tỏ vẻ vui sướng vì tiểu đoàn của mình đã bẻ gãy cuộc tấn công của tiểu đoàn đầu tiên của Bắc Việt trong ngày chủ nhật, dù lính của ông vẫn tiếp tục bị giết chết lẻ tẻ bởi những tay súng bắn tỉa Bắc Việt nằm ẩn trong đám cỏ khổng lồ hoặc những ngọn cây xung quanh. Ngay từ bình minh thứ hai, chính đại đội thứ ba, đại đội C, phải chịu thử lửa. Đại đội này đã giữ được quân lính Việt Nam ở một cự ly đủ để không thiệt hại suốt ngày chủ nhật, kiểm soát phía nam và tây nam của trận địa phòng thủ, và được yểm hộ tối đa nhờ hỏa lực phi pháo và máy bay. Chỉ huy không đề nghị tình nguyện chiếm giữ tiền đồn trong đêm vì cây cối rậm rạp che khuất trước mặt. Bình minh lên, Mort lệnh cho mỗi đại đội một người đi thám báo, một sự cẩn thận hợp lý. Chỉ huy đại đội C lệnh các trung đội trưởng cử đi một tiểu đội. Họ giáp mặt với tiểu đoàn thứ hai của Bắc Việt mới vận động đến. Những người lính vừa bắn vừa bỏ chạy, chết trong cây cỏ ung tùm. Những người khác bị bắn chết tới khi cứu các bạn. Quân Việt Nam tấn công mạnh đại đội C, hy vọng tiêu diệt địch để tạo một lỗ hổng ở chu vi bố phòng tiểu đoàn của Mort. Chỉ huy đại đội đề nghị ông bổ sung cho trung đội thám báo. Mort từ chối. Ông phải giữ người cho lúc cần thiết. Trong trận chiến lẫn lộn, ông không thể biết đại đội C đang bị toàn lực tấn công hay lính Bắc Việt chỉ đang đánh lạc hướng rồi tấn công một đại đội khác. Đại đội trưởng C trúng đạn vào lưng, bị thương nặng.
lúc đứng dậy ném lựu đạn vào hai lính Bắc Việt. Một, buộc phải lấy một trung đội của đại đội khác đến tiếp viện. Thất bại, họ không đến được chỗ đại đội C và bị tổn thất 4 người, chết 2, bị thương 2. Trong khi đó, những người Việt Nam nã đạn vào chu vi bố phòng với lưới lửa dồn dập khá thấp để trúng người đang bò. Chẳng bao lâu, tất cả các sĩ quan và phần lớn hạ sĩ quan của đại đội C đều bị chết hoặc bị thương nặng như chỉ huy của họ. Các đại đội bên cạnh cũng bị tấn công mạnh. Những đợt tấn công bằng máy bay và trọng pháo hình như không có kết quả. Người Việt vẫn tiến sát và tấn công dồn dập bất chấp lưới lửa do napalm và trọng pháo gây ra. Thất vọng, Trung tướng Moore qua điện đài kêu gọi các đơn vị ngừng ném lựu đạn khói và đề nghị một hàng rào bảo vệ ở giới hạn chu vi bố phòng. Nhiều viên đạn súng cối yểm trợ, do đó bắn nhầm vào bên trong trận địa và máy bay ném bom F-105 thả hai quả bom napalm gần ngay tổ kiến, nơi đặt đài chỉ huy của Moore, thiêu chết nhiều người của ông, làm nổ một lô đạn M-16 và suýt đốt cháy một chỗ dự trữ lựu đạn. Hết trích. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiến dịch Playmer. Từ cuối năm 1964, Trung đoàn 2 Bộ binh và Tiểu đoàn 409 đặc công của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tiến hành một số trận đánh với 5 tiểu đoàn của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và giành thắng lợi. Tháng 6 năm 1965, Tổng thống Mỹ Johnson phê duyệt áp dụng chiến lược quân sự tìm và diệt ở miền Nam Việt Nam do Westmoreland vạch ra. Quân đội Hoa Kỳ làm lực lượng chủ lực để bẻ gãy xương sống Việt Cộng, mà Tây Nguyên là mối đe dọa trước mắt. Tháng 8 năm 1965, Sư đoàn 304 Bắc Việt nhận lệnh gấp rút chuẩn bị đi tới vùng cao nguyên Trung Phần. Vào tháng 10, mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành trong 2 tháng. Tháng 9 năm 1965, Sư đoàn không kỵ số 1 án ngữ An Khê Gia Lai nhằm ngăn chặn quân đội nhân dân Việt Nam hỗ trợ quân giải phóng chia cắt Tây Nguyên với đồng bằng ven biển. Quân Việt Nam Cộng Hòa thành lập biệt khu 24 gồm 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và chuyển giao nhiệm vụ tác chiến chủ yếu ở Tây Nguyên cho quân Mỹ thực hiện kế hoạch tìm và diệt trong chiến lược chiến tranh cục bộ. Trong bối cảnh đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định thay đổi chủ trương, hạ quyết tâm mở chiến dịch Playmer nhằm mục đích phối hợp với chiến trường toàn miền Nam, tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, mở rộng và củng cố vùng nông thôn, xây dựng căn cứ, rèn luyện bộ đội và cơ quan chiến dịch, từng bước tìm hiểu quân Mỹ, xây dựng lòng tin đánh Mỹ và thắng Mỹ. Thiếu tướng Chu Huy Mân được chỉ định là tư lệnh kiêm chính ủy chiến dịch, Đại tá Nguyễn Chánh và Thượng tá Nguyễn Hữu An phó tư lệnh, Huỳnh Đắc Hương phó chính ủy, Thượng tá Nam Hà tham mưu trưởng, Thượng tá Đặng Vũ Hiệp là phó chủ nhiệm chính trị. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 3 trung đoàn bộ binh 320, 33, 66, 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn súng máy phòng không 12 ly 7 cùng lực lượng vũ trang địa phương đánh phá giao thông và hậu cứ của địch. Kế hoạch: Trung đoàn 33, tiểu đoàn 2 vây đồn Playmer được tăng cường một đại đội súng máy phòng không 12 ly 7. Bộ phận đánh viện trên đường 21 là trung đoàn 320, trung đoàn 66 và tiểu đoàn 2 đảm nhiệm đánh địch phản kích. Nghi binh ở Đức Cơ do tiểu đoàn 200, nghi binh ở Tân Lạc do bộ đội địa phương, hoạt động ở hướng phối hợp là tiểu đoàn 15 Gia Lai. Kế hoạch: Đợt 1 vây đồn Playmer diệt viện. Đợt 2 tiếp tục vây đồn Playmer buộc quân Mỹ phải tham chiến. Đợt 3 mở vây tập trung lực lượng nhằm vào các cánh quân Mỹ để tiêu diệt và kết thúc chiến dịch. Vây đồn Playmer diệt viện. Dự tính khởi đầu chiến dịch vào đầu tháng 12 năm 1965. Trung đoàn 320 đang hoạt động tại vùng cao nguyên từ đầu năm. Trung đoàn 33 xâm nhập vào tháng 9. Trung đoàn 66 dự tính phải tháng 12 mới tới chiến trường cao nguyên. Vào tháng 8, khi quân đội Hoa Kỳ thiết lập bản doanh sư đoàn 1 không kỵ tại An Khê, mặc dù trung đoàn 66 chưa có mặt, Bộ Tư lệnh Mặt trận B3
vẫn quyết định khởi động chiến dịch sớm, lợi dụng thời cơ khi lính Mỹ không kỵ, chưa sẵn sàng chiến đấu. Trung đoàn 33 được giao chiếm trại Playmer, một vị trí quan trọng sát với đường số 19B, nối Đức Cơ với thị xã Pleiku, và đường 14 nối Phú Nhơn với Buôn Mê Thuột. Phát hiện sự chuyển động của quân giải phóng, 12 giờ ngày 23 tháng 10, chiến đoàn 3 thiết giáp gồm 3 chi đoàn M113 và xe tăng, tiểu đoàn 21 biệt động quân, tiểu đoàn 1 trung đoàn 42 và 2 khẩu pháo 105 ly từ Phú Mỹ hành quân đến Playmer. Lúc 16 giờ 30 phút, đầu đội hình lọt vào giữa trận phục kích của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đến 18 giờ, trận đánh kết thúc. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ghi nhận diệt 59 xe tăng, xe bọc thép và 800 quân Việt Nam Cộng Hòa, thu 2 pháo 105 và 6 xe đạn, 40 súng các loại, bắn rơi 2 máy bay. Ngày 25 tháng 10, sau 2 lần vượt các ổ phục kích, đoàn quân chi viện cũng vào được trại Playmer. Hai trung đoàn 320 và 33 rút lui. Trung đoàn 33 rút từ Playmer về khu vực thung lũng sông Răng, cách 10 km về phía tây để phòng thủ. Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu cuộc hành quân Long Ridge, Trường Chinh, dùng máy bay oanh tạc khu vực chuẩn bị tìm và diệt, gồm 3 cuộc hành quân Allway, lữ đoàn 1 không kỵ từ 27 tháng 10 đến mùng 9 tháng 11 năm 1965. Silver Bayonet Eye, lữ đoàn 3 không kỵ từ mùng 9 tháng 11 đến 17 tháng 11 1965, và Silver Bayonet 2, lữ đoàn 2 không kỵ 18 tháng 11 đến 26 tháng 11 năm 1965. Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 nhận định: ta đã diệt được một bộ phận quan trọng quân cơ động của Ngụy, buộc quân Mỹ phải vào tham chiến. Nhiệm vụ bao vây của Playmer đã hoàn thành. Chủ trương của ta mở bao vây, điều chỉnh lại đội hình, sử dụng hai trung đoàn 320 và 33 sẵn sàng đánh bại các đợt phản kích tiếp theo của địch. Ngày 29 tháng 10, quân giải phóng miền Nam Việt Nam chủ động kết thúc đợt một chiến dịch, chuyển sang giai đoạn tiếp theo là tập trung lực lượng nhằm tiến công trại Playmer lần thứ hai. Ngày 10 tháng 11, tiểu đoàn 3 không kỵ thay thế tiểu đoàn 1, đồng thời thực hiện một thế nghi binh chuyển hướng hành quân sang đông. Một tiểu đoàn không kỵ của quân đội Hoa Kỳ đổ bộ xuống bờ nam sông Iran, một tiểu đoàn khác đổ bộ xuống điểm 732, một lữ đoàn không kỵ chấn giữ dọc đường 19B. Ngày 11 tháng 11, một tiểu đoàn quân Mỹ tiếp tục đổ xuống Playmer, cách Playmer 12 km về phía tây. Ngày 14 tháng 11 năm 1965, tiểu đoàn 1/7 không kỵ Mỹ đổ bộ xuống bãi đáp X-ray. Bộ chỉ huy trận Răng đóng ở chân núi Nam Chư Pông, lực lượng gồm 2 trung đoàn 66, 33 và tiểu đoàn 1 do Nguyễn Hữu An chỉ huy trưởng và Đặng Vũ Hiệp chính ủy, phối hợp với tiểu đoàn H-15 quân giải phóng miền Nam đánh nghi binh ở đường 13. Đối địch với họ là 3 tiểu đoàn của quân đội Hoa Kỳ, 1/7 do Trung tá Harold Moore chỉ huy, 2/7 thuộc lữ đoàn 3 không kỵ và 2/5 thuộc lữ đoàn 2 không kỵ. Tổng cộng khoảng hơn 1.000 quân. Cùng thời gian này, Mỹ huy động một tiểu đoàn pháo binh lập 2 trận địa pháo 12 khẩu 105 ở đông nam quanh Kla 2 km và đông nam Yadrang 3 km để chi viện cho lữ đoàn 3. Cuộc đối đầu giữa 1.500 quân giải phóng miền Nam Việt Nam với 1.000 quân Mỹ thiện chiến được trang bị hỏa lực hùng hậu, trung bình một lính Mỹ tại chiến tuyến được 5 lính khác ở tuyến sau hỗ trợ phi pháo, ném bom, tải thương. Trong trận đánh, pháo binh Mỹ bắn 6.000 loạt một ngày, không quân xuất kích 300 phi vụ, có cả máy bay B-52, từ đó cho phép ước lượng pháo binh của Mỹ tham chiến ít nhất là 1 tiểu đoàn, không quân Mỹ tham chiến ít nhất 3 tiểu đoàn, chưa kể hàng trăm lượt trực thăng chuyển quân. Ngày 14 tháng 11, tiểu đoàn 1/7 không kỵ đổ bộ xuống bãi đáp X-ray, vị trí cách tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 khoảng 200 mét. Cùng ngày, nhưng ở vị trí khác, quân đội Hoa Kỳ cho đổ bộ 2 tiểu đoàn, thiếu 1 đại đội, cùng 1 đại đội pháo,
một đơn vị pháo khác tham gia chấn giữ đường 19B. Mặt trận B3 đình chỉ tấn công trại Plemer lần thứ 2 và tung 2 tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 tiếp trận. Hai trung đoàn 32 và 33 án binh bất động tại các địa điểm tập trung. Sau khi hoàn thành trận địa, quân đội Hoa Kỳ tập trung pháo binh và máy bay trực thăng bắn phá khu vực bãi X-ray. 10 giờ 48 phút, quân Mỹ dùng 8 trực thăng đổ bộ đại đội B của đại đội úy John Herron thuộc tiểu đoàn 1 xuống bãi đáp X-ray, gồm 109 lính, trong đó có tiểu đoàn trưởng trung tá chỉ huy Moore. 35 phút sau, Mỹ tiếp tục đổ đại đội Alpha quân số 106 lính do đại úy Tony Nara chỉ huy. Sau khi nắm được đại đội A, tiểu đoàn trưởng Moore cho quân chia thành hai mũi tiến công vào tiểu đoàn 9 của trung đoàn 66. Lúc này, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 đang đi gặp trung đoàn trưởng để nhận nhiệm vụ. Tham mưu trưởng tiểu đoàn đang chuẩn bị chiến trường ở Ban Mê Thuột. Chính trị viên phó đang ở sở chỉ huy trung đoàn. Chính trị viên trưởng đang ở đại đội 12. Chỉ huy cao nhất lúc ấy là một trợ lý tác chiến tiểu đoàn. Tuy bị bất ngờ, nhưng binh sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam không hoảng loạn và tự tổ chức chiến đấu. Các đại đội 13, 11 và 12 nghe tiếng súng đã chủ động cơ động đánh vào bên sườn quân địch. Đại đội B của Mỹ bị đánh mạnh ở hai bên sườn. Đến khoảng 11 giờ, tiểu đoàn trưởng về đến chỗ đại đội 11, nắm được đại đội 11 và một bộ phận đại đội 12, một khẩu súng cối, tiếp tục tổ chức đánh vào quân Mỹ. Trước các đợt phản kích liên tiếp của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, cả hai mũi xung phong của Mỹ đều bị bẻ gãy, phải lui lại cụm tại cách tiểu đoàn 9 hơn 1 km về phía đông để chống trả. Một trung đội Mỹ bị vây chặt ở ven bãi đáp X-ray. Trung đội trưởng Henry Hendrick chết tại chỗ. Các nỗ lực giải vây bước đầu không thành. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, lực lượng quân Mỹ tại bãi X-ray được tăng cường đại đội Shani, gọi tắt là đại đội C, do đại úy Bob Edwards chỉ huy. Chuẩn tướng Knowles, tư lệnh sư đoàn 1 không kỵ tiền phương, xin thêm một tiểu đoàn đến tiếp ứng để đương đầu với hai tiểu đoàn 7 và 9. 17 giờ, phi pháo đánh liên tục vào đội hình quân giải phóng. Các đại đội rút quân khỏi vị trí. Đại đội 11, 12, 15 rút về phía tây bắc suối Khôn Chưa. Đại đội 13 rút về hướng tiểu đoàn 7. Kết quả tiểu đoàn 9 đã đánh bại cuộc tập kích của Mỹ. Quân giải phóng ghi nhận họ đã diệt khoảng 150 lính Mỹ, bắn rơi một máy bay chiến đấu. Cũng vào lúc 17 giờ, đại tá Brown ra lệnh cho tiểu đoàn 2/5 không kỵ trực thăng vận đến bãi đáp Victor, cách bãi đáp X-ray 5 cây số. Lúc 19 giờ, tướng Kinnard bàn thảo với tướng Larson, tư lệnh lực lượng Pew đầu tiên sử dụng phóng pháo cơ B-52 oanh tạc vùng tiếp cận bãi đáp X-ray. Ông được thông báo là tướng Ridley, trưởng phòng 3 MACV, đã phối trí với tướng Vĩnh Lộc, tư lệnh quân đoàn 2, đã dự tính dùng B-52 oanh tạc vào lúc 16 giờ chiều hôm sau.